trước, các thí sinh của bước nhảy ngàn cân đã có một đêm ra mắt thật ấn tượng. 12 thí sinh, 12 cá tính đã đem đến những phần trình diễn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Hai thí sinh có phần trăm cân giảm thấp nhất là Minh Trang và Minh Thảo, cùng thí sinh có tổng điểm thấp nhất là Huyền Thanh đã lọt vào top nguy hiểm. Kết quả thí sinh phải chia tay trong đêm thi đầu tiên chính là Minh Thảo. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, ba giám khảo đã sử dụng quyền trợ giúp của mình để cứu Minh Thảo. Tôi cứu Minh Thảo. Anh xin lỗi vì sẽ không để em ra về. Đêm nay, ai ra đi, ai ở lại, đón xem bước nhảy ngàn cân, đêm thi thứ hai ngay bây giờ. Cảm ơn toàn thể quý vị đến với chương trình Dance Your Face Up, bước nhảy ngàn cân. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ ba vị giám khảo quyền lực của bước nhảy ngàn cân. Biên đạo múa John Huy Trần.